Yes. Alo, alo. Vâng, chào mừng các bạn đã đến với buổi tổng hợp trực tiếp của Game TV ngày hôm nay. Kèo đầu giao hữu giữa Thái Bình và Hà Nội. Đội hình giao quân bên phía Thái Bình ngày hôm nay gồm có Tôm và Gunny. Trong khi bên bờ chiến tuyến bên kia, đó chính là Van Lớp và Quýt. Kèo đầu này đã đánh với nhau khá nhiều lần rồi. Và lần gần nhất thì Gunny và Tôm cũng đã giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 5-1 VC. Đó là lần gần nhất. Ngày hôm nay thì sao? Trận thi đấu đầu tiên, trận thi đấu đầu tiên đã được bắt đầu rồi. Và đây là Zoman của Gunny. Tôm là người cầm Katha. Zoman và Katha. Bài của Tôm đã thấy ngay quả phụ của người đó, đôi voi hiêu đầu rồi, bài đủ luôn rồi. Một bài rất chuẩn dành cho Katha. Kia cẩn thận sư tử. Mà đừng để nó chết. Còn con lông dân ít máu vẫn đang được cố gắng đi dò thêm một cái gì đó chăng? Hay là anh muốn dò sát vào biên xem khu vực cánh rừng từ nhà của Hưng Nhổn sang nhà của Tôm là kín hay không? Đây sẽ là một cái hốc. Thậm chí vẫn có thể khung được cả nhà. Bảy hiêu đầu mới chỉ đá về được 3 con, còn một con nữa sát cánh rừng. Và như vậy là đá lốt con hiêu lại về bảy hiêu đầu, chỉ là 4 con, còn đó là đôi voi. Tôm mình đang tận dụng triệt để nguồn tài nguyên của mình, ăn bằng hết, không bớt một cái gì cả. Kể cả là con sư tử lúc nãy cũng phải làm 10 thực bê về. Vâng, rất đúng thời điểm con voi về cũng là lúc lông dân làm hiêu xong. Bây giờ thì thiết kế chiếc BG để có thể ăn bãi quả phụ. Trong này có cả vàng luôn. Rất mắc binh dành cho một bà này, dành cho một bài Katharian của Tôm. Còn bài Zoman của Hưng Nhổn thì thế nào? Cũng đã có voi đây rồi. Có quả phụ luôn. Dường như hai con voi phía Tây Vực anh quyết định ăn ở chiếc BS đầu, chứ không câu về tận nhà. 24/28, kích đời 7 phút 41. Còn đó một bầy hiêu nữa. Bài của Gunny trận số 2 cũng đã đủ rồi. Và những giây phút yên bình nó sắp trôi qua đi. Baby Sam. Bên phía đối bạn một người dò 15%, một người dò 16%. Như vậy là bài bên phía đối bạn cũng là khá được. Bên mình chỉ là 10 và 11% thôi. Những khán giả nào yêu thích bộ môn dự đoán thì các bạn chắc sẽ phải chờ một hai trận nữa thôi khi mà người làm bàn. Tôi vẫn đang chưa liên lạc được, không biết hiện tại anh đang đâu làm gì nữa. Nếu các bạn cố xem chay một hai trận đầu
ít phút nữa sẽ có thôi, chắc chắn là sẽ có thôi. Màn hình máy của Tom. Văn Lớp là người lên đời sớm nhất, bản đồ đơn giản. Văn Lớp là người cầm sang, sang loại quân ép đời thì nó là quá là dễ thôi. Một chiếc bé mắc binh. Cả hai game thủ bên phía Thái Bình cũng đã bắt đầu có giò để đi. Màn hình máy của Gunny xem anh gặp ai. Sang dường như là người đánh cung. À không, có con ngựa giò màu 8 đi bà, xuất hiện bên nhà của ông nhổi. Vậy là Sang người đánh chém rồi, đã lên 3 và có tân lạc đà đầu tiên là hai con. Lạc đà sắp tới nơi rồi. Gunny anh sau khi anh xử lý được con ngựa giò là anh cần phải... Rồi bo bế lại cái bãi gỗ của mình lại luôn đi. Lạc đà sắp đến. Rồi. Trong khi con ngựa giò đang chọc được dân của Văn Lớp. Té, 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 cẩn thận vì vậy. Hai lạc đà đầu tiên của Văn Lớp đã đẩy sang một tên thứ hai của Văn Lớp là người để là để lại để thủ. Mạnh máy Kata. 26. Đấy, Baby Lon mới là người đánh cung. Sang đã chém với Baby đánh cung. Bài Babylon đã có con tê thủ nhà rồi, đang ra được khá nhiều ruộng, bắt đầu có bánh xe. Chưa có bánh xe. Hai lạc đà của Tom đã tới nhưng Quýt là người đã có bò kiến được cái nhà của mình lại rồi. Bây giờ là một tên tạt cánh của Văn Lớp sang nhà của Tôm bằng 4 con lạc đà. Vậy rất tốt nhưng khả năng là vẫn nọt. Ồ không, rất tốt dành cho Tôm, không nọt. Và bây giờ thì đang lọt được vào nhà của Quýt. 4 cung R đang tung hoành trong ruộng rồi. Màu 4 của Quýt chết rất nhiều dân. Trong khi Văn Lớp thì vẫn chưa thể vào được nhà của Tôm. Khi Tôm anh vẫn đang có rất nhiều lạc đà thủ nhà. Tơ này thủ tươi, không cần phải vẩy. Tơ này thủ rất ngon. Quýt đang khá yếu với một bài mất hết cả lông dân của mình. Không biết là bên kia Gunny anh có ăn được nhiều dân hay không. Hai mươi ba của Gunny có P có được không? À, không được. Anh hù khá gần kìa. Tôm kìa, có chơi không? Chơi luôn. Tôm đang khá đông lạc đà. Gunny thì vẫn đang khỏe, trong khi bên phía đôi bạn chỉ còn lại một mình nhà của Sang thôi. Vâng, hơi thiếu gỗ. Hơi thiếu gỗ. Đã bắt đầu có cung R của Quýt đẩy sang. Văn Lớp vẫn đang rất đông lạc đà. Trong khi Tôm tham lai đang là 37, một cái tham lai khá to thời điểm hiện tại. Đang có một tên muốn đẩy sang một tên ảo sang nhà của Sen. Sen có một khoanh ruộng khá ấm. Và đây, đây là một ổ điếm. Và khá đáng tiếc cho Tôm là anh chỉ lọt được vào một hai con thôi, không vào được tất cái đống lạc đà vừa nãy. Và được tất thì tên này dã vào cái ổ điếm này thì sướng lắm. Một mình với 8 em. Gunny Tama chỉ còn là 17. Một tên 2v1 khá đau. Mất bãi vàng.
tham lai đang cần tôm, đang là người to nhất bản đồ với cái tham lai 4 sọi tham chém của mình. Khá nhiều ruộng đang được vẽ ra. Cung R đây chỉ là cung R Babylon, không phải một loại cung R nào quá tuyệt để khiến những con lạc đà nó có thể sợ. Bắt đầu lên lốt cả cái giáp cho những con lạc đà của mình để có thể chơi được vào nhà của văn lớp một cách tốt hơn. Quyết thì vẫn đang cố gắng để rỉa lạc đà của tôm. Con này tham lai đang là 19 và vẫn đang bị văn lớp đi vào. Đấy, trong ngày ổ điếm ấy, trong ngày ổ điếm luôn. Ăn được rất nhiều lông dân. Trong ngày tơn này lọt vào độ 6 con sọc đơn thì nó sẽ là khác bọt rất nhiều. Tiếc cho anh là chỉ có 2 con. Máy máy của tôm 41 đang bị đẩy lên một tơn. Có bê trong nhà, thủ vẫn ngon. Rồi có một con phù. Vâng, tăng 2 tham liền, 3 tham liền, như vậy là đã hù ngon. Ăn rất nhiều dân luôn, đây là một khu vực đúng gọi là ổ điếm. Tiếp tục một pha 2 ô 1. Tụ lại đã, từ từ. Văn lớp vẫn đang khá khỏe, vẫn còn nguyên ruộng và vàng để văn lớp có thể ra đều được những con lạc đà của mình. Ăn đi, 10. Tôm cần phải thật trâu ra. Cố gắng khỏe đỡ hai nhà để Gunny anh, để Gunny có điều kiện để có thể đi móc máy. Thế trận thì vẫn đang là hơi khó, nhưng không phải là không đánh được. Khi mà tôm vẫn đang còn nguyên. Thằng này nó bắt đầu bị đè. Đè khá mạnh rồi. Vâng, trận thế đầu tiên quân là xấu hơn rất nhiều, nhưng các game thủ Thế Thái Bình đã đánh rất hay rồi. 1-0 của series đầu tiên nghiêng về Văn Lớp và Quýt, và chúng ta cùng chờ đợi trong mấy phút để đến với những trận thi đấu tiếp theo.